Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ Bắc Ninh. Alo. Alo, em là chị ạ? Vâng, xin chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế? Câu hỏi của em là em đã quan hệ với một cô gái mà cô gái nằm ngày làm quen ấy. Bây giờ cô ấy muốn sinh con với em thì em làm này. Vâng, tức là bạn có quan hệ với cả một cô gái trước kia làm ở nhà hàng. Vâng. Và hiện nay thì là cô ấy muốn xin bạn một đứa con để nuôi đúng không? Vâng. Bạn rất là khó xử. Vâng. Chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời anh. Vâng. Ờ, chào em. Em chào anh. Ờ, em ơi, khi mà em quan hệ với cô thì cô kể là cô đã từng làm tiền hay là em mua cái đó của cô ấy? Kiểu như là cái hôm đấy em liên hoan ấy. Ừ. Thì có uống rượu còn say rồi đi karaoke rồi thì và em không đi nhà nghỉ thì quen cô ấy. Thì cô ấy làm nghề ở đấy ạ. Bây giờ cô có còn làm không? Cô ấy nghỉ rồi ạ. Cô ấy có tình cảm gì với em không? Hay là tự nhiên là vui mồm cô uống can rượu mà cho em xin đứa con? Cô ấy có tình cảm với em mà em cũng không có tình cảm với cô ấy. Chỉ là vui chơi qua đường thôi anh. Ừ. Sau cái lần uống rượu mà đi với cô ấy, thế xong sau đấy em có thường xuyên gặp cô ấy nữa không? Em không muốn gặp cô ấy nhưng mà cô ấy toàn tìm đến em rồi. Thế à? Cô tìm đến thì em có từ chối được không hay em cũng lại đi? Em vẫn đi theo cô ấy nhưng mà em không yêu cô đấy, tại em có người yêu rồi nhé. À, thế và chắc cô xin con, cô ấy không muốn em đi bao cao su vì đi bao cao su là không thể có con đúng không? Vâng. Ồ, chẳng biết rằng là... Em cũng rất sợ bị HIV em. Ồ. Em cũng không muốn cho mà em chỉ sợ người yêu em biết rồi sau này tình yêu của em tan vỡ anh. Đấy, biết sợ là tốt rồi. Điều đầu tiên nhắc đến này này. Con cái nó không phải là một thứ mà như là đồng tiền bát gạo để mà mình có thể làm từ thiện bố thí cho người nghèo đúng không? Nếu em mà có cái lòng bao dung rồi là thương người thì một em bé đi đường này hay em bé ăn xin em có thể cho tiền. Nhưng mà đây một người, ngay cả không phải là cô là một cô gái làm tiền mà một người phụ nữ ấy, mà rất là tử tế và khát khao là có một đứa con, người ta không có chồng, người ta đặt vấn đề xin em mình cũng còn cân nhắc chứ cũng không phải là cái đối tượng như cô ấy đúng không? Cái điều thứ hai là khi mà cô ấy xin con mà em đồng ý cho nghĩa là phải tháo bao cao su để quan hệ, mà tháo bao cao su ra thì như em biết rồi đấy, có thể rằng là chẳng biết là cô ấy có nhận được con của em không, nhưng em chắc chắn sẽ có thể nhận được những cái bệnh rất nguy hiểm của cô ấy, kể cả HIV/AIDS đúng không? Ừ. Thế thì thôi, cái chuyện thanh niên đang ở cái tuổi rất là sung sức rồi, cũng vì chuyện này chuyện khác mà đưa đẩy mình gặp gỡ cô ấy, anh nghĩ như thế là đủ rồi, biết dừng lại là được rồi, mình còn có tương lai ở phía trước, mình còn có. Nhưng mà bây giờ em muốn tránh mặt cô ấy cũng không tránh được anh ạ. Ừ. Tại vì cô ấy biết cả chỗ làm của em là cô đã xuống đây chơi rồi, giờ em muốn chuyển đến chỗ khác làm thì bây giờ công việc của em xin rất là khó nhỉ. Ừ. Thế không lẽ vì công việc khó rồi vì không có cách nào từ chối mà một cô gái nhất là như cô ấy cứ đến tìm là mình lại chết khiếp, lại phải đi theo ngoan ngoãn à? Ngay cả một người phụ nữ chăng nữa có bị một người đàn ông săn đuổi mà người ta đã không muốn thì người ta cũng có cách để tự bảo vệ bản thân người ta. Mình là đàn ông con trai cơ mà. Đúng không? Thế còn thì mình cái có ở trong tay chính là nghề nghiệp này, công việc đang làm này, và cô người yêu, và có một cái cuộc sống tương lai. Tuy nhiên từ nay về sau thì mình sẽ phải xác định là mình phải thay đổi cái lối sống của mình, đúng không? Và đặc biệt là phải có cái kỹ năng tự bảo vệ bản thân, chứ không phải là đến nỗi mà một cô gái cô đến tận nơi cô săn đuổi mà mình cũng còn sợ thì không biết là sau này ra đường sống làm sao được nhá. Ừ. Vâng, chào bạn, xin cảm ơn bạn.